À, ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho quý thầy cô cách lấy cái hình ảnh của một cái trang sách này về trên máy tính cá nhân để chúng ta chèn vào cái bài giảng trình chiếu của mình. Thì đây là một cái trang sách của đạo đức lớp 1 với cái chủ đề là yêu thương gia đình, và cụ thể đó là bài 7 yêu thương gia đình. Thì để tải cái trang sách này về thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Thì chúng ta nhá chuột phải vào và chúng ta chọn nút là Save Email. Rồi chúng ta sẽ lưu lại. Ở đây mình đặt tên là trang sách luôn, trang 34. Rồi tiếp theo thì ở đây mình cũng muốn lưu toàn bộ cái trang sách này lại thì mình cũng nhá chuột phải vào đây. Lưu ý là chúng ta nhá chuột phải vào cái vùng trống, à, cái vùng màu trắng mà màu trống á, nhấn chuột phải vào chúng ta chọn Save Email. Rồi tương tự mình đặt ở đây là trang 35. Rồi tiếp theo là mình sẽ lấy cụ thể từng cái hình trong đây, ví dụ như cái hoạt động 1 là khởi động này, mình muốn lấy cái hình này thì thầy mình sẽ nhấn vào đây, chọn vào cái hình thì cái hình ảnh này nó sẽ được phóng to lên. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ mở một cái phần mềm. Đây, mình vào cái nút Windows ở góc dưới bên trái ha, chúng ta vào cái nút Windows. Sau đó chúng ta nhập từ cái bàn phím cái chữ snipping. Đó. Các bạn đánh như mình ha, chữ S, N, chữ Y là lập tức nó sẽ hiện ra cái thanh công cụ là phần mềm là nó pin tool. Chúng ta chọn vào. Rồi sau khi chúng ta chọn vào thì ở đây nó sẽ xuất hiện ra một cái cửa sổ của cái phần mềm Nipping Stone. Lúc này các bạn nhấn vào cái nút New. Rồi ở đây chúng ta sẽ xuất hiện cái dấu con chỏ chuột, dấu cộng á. Thì chúng ta sẽ kéo thả chuột vào cái hình mà chúng ta muốn lấy. Đấy, sau khi mà chúng ta kéo thả chuột xong thì nó sẽ xuất hiện cái hình đó ở bên cái phần mềm Nipping Stone và chúng ta nhấn vào biểu tượng lưu để chúng ta lưu lại. Ví dụ như ở đây là mình chọn vào lưu, mình chọn vào desktop thư mục này. À, mình lưu lại ở đây là hình 1. Đấy. Rồi tương tự như vậy thì bạn sẽ tiếp tục có thể là cắt những cái hình tiếp theo của quyển sách này. À, đây, ví dụ như đây là một cái đoạn video nhưng mà thực chất là mình chỉ muốn cắt những cái hình này ra thôi, thì mình cũng có thể là sử dụng cái công cụ Nipping Stone lúc như lúc nãy. Rồi Nipping Stone. Và ở đây mình chọn New. Rồi mình kéo cái phần hình này. Đó. Rồi mình lưu. Và cái hình này mình đặt là hình 2 chẳng hạn. Rồi. À, mình muốn cắt tiếp tục cái hình tiếp theo thì mình chọn New tiếp. Kéo thả. Nhấn vào biểu tượng lưu. Hình 3. Tương tự mình chọn New, mình cắt hình thứ tư. Rồi lưu. Hình 04. Rồi tương tự như vậy thì quý thầy cô có thể là tiến hành chúng ta cắt muốn cắt cái hình nào đó trên cái trang sách điện tử Lưubook này thì chúng ta cắt và chúng ta tải về ha. À, cảm ơn quý thầy cô đã theo dõi. À, chúc quý thầy cô thành công.